Rồi tiếp theo video clip hôm nay hướng dẫn các bạn cách mình tích hợp cái cổng thanh toán năng lượng chống VN để tất cả các khách hàng ở Việt Nam có thể thanh toán online trên trang web của mình rất là dễ dàng tiện lợi. Thì bây giờ mình phải trước hết mình phải vô cái trang là năng lượng chống VN, đăng ký cái tài khoản và đăng nhập vô chúng tôi như vậy đó. Rồi sau đó mình liên hệ với kỹ thuật bên năng lượng để mình xin một cái login năng lượng tích hợp cho một web Google Mart đó. Rồi ở đây tôi có sẵn rồi, tôi sẽ share cho mấy bạn luôn, share dưới cái mô tả của cái video clip này có cái phần download của cái login này nha. Rồi cài đặt cái này mình sẽ vô phần login add new. Rồi mình sẽ ở đây mình không có tìm sao đây được tại lúc này mình cũng cấp riêng không có nó không có lên thư viện của một web cho nên mình không có sao đây được, mình sẽ upload bên ngoài upload. Rồi bấm upload nha, upload lúc lên rồi xong rồi chọn một cái file này năng lượng cung cấp nha, cái file năng lượng cung cấp ở đây tôi có sẵn rồi, tôi sẽ share cho các bạn luôn. Đây năng lượng đây in toàn không yên tâm được, báo lỗi không yên tâm được, không yên tâm được thì mình sẽ kiểm tra lại thôi. Mình coi đây mình giải nén ra coi đây gì đây. Ở đây hỏi rồi đây có hướng dẫn đây. Đó, đây là một cái bộ luôn, phải khi cung cấp mình phải cài bên trong này, nén cái bên trong này hết vô díp lại. Rồi bây giờ khi mà mở lúc bên này lên phải là vô thư mục lúc bên nguyên lượng rồi sau đó mới thấy cái bài này nha, cái bài này đó mới đúng. Rồi cài lại tay năng lượng gửi qua sau tôi để tôi cài luôn, tôi cũng kiểm tra đó. Rồi cài lại coi dùng đây đây nén làm nén cho nén zip mới cài được nghe, không mà nén là nhận ra là không cài được. Rồi xong, update lên. Rồi, update xong rồi, bây giờ mình quay vào cái WooCommerce setting. Như cái bài mình đã học rồi, cái bài cài đặt cái WooCommerce thì bây giờ mình sẽ quay vô cái phần là check out này để mình cấu hình cái thanh toán. Sau đây có phần năng lượng, có phần enable năng lượng, enable năng lượng. Đây, đây là năng lượng. Đó, rồi. Thì tên về khi mà thanh toán xong thì tên gì đâu? Đó thì tên thì trang trang chủ ha. Rồi email cũng năng lượng sai email này. Đấy rồi đây mình dịch lại tiếng Việt ha. Đó. Rồi xuống đây tiền Việt cái năng lượng URL là phải bên này luôn đó. Có thấy phần này này mình phải tạo đăng nhập vô cái tài khoản năng lượng, vô phần quản lý giao dịch và vô cái phần là tích hợp thanh toán rồi mình sẽ
Tích vô tích hợp thanh toán, đăng ký tích hợp. Có sẵn ứng dụng mình sẽ lấy website sẵn của mình đây, đây copy, copy để có xài. Có sẵn mình tên gì mình gõ sẵn tên đó ha, hình thức hàng hóa nội dung vật chất nha. Logo, logo thì mình sẽ lấy cái logo mình tại thử nghiệm, mình sẽ lấy một cái logo kèm này ha. Rồi địa chỉ website, địa chỉ website chính là đây. Rồi web service mình không có, mình làm lại nguyên. Và đây mật khẩu kết nối là cái này giữ những lại, cái này giữ những lại nha. Tạo một cái file notepad để giữ lại cái này đây. Rồi mở bảo mật 8B 8B địa chỉ mình là ghi là địa chỉ website ha, ghi là 61165 Nguyễn Chí Thanh ở đây tầng 5 ha. Rồi tạm đi ha, rồi đăng ký, nhớ coi kiểm tra đầy đủ, rồi nhớ cái này lưu lại này ha, đăng ký. Mở bảo mật không chính xác, mở bảo mật không chính xác. Mình gọi kết nối sẽ đổi lại liền ha. Gọi là đúng qua, đi qua cái thường này đổi lại số khác nói. Lưu lại mở này. Rồi đăng ký. Rồi đăng ký xong, đăng ký xong mà mình sẽ tải cái file này về, tải file về, tải về, có cái file xác thực tải về, tải về được cái file này, mình sẽ đăng nhập vô hosting, đây, hosting của mình, rồi đăng nhập vô cái hosting, vô file manager, rồi vô public html, rồi sẽ up cái các file này lên lost thôi, chọn lo cái file này mới đau về cái file năng lượng này up lên, up lên. Rồi rồi sau đây tích vô cái đường link này, đó ra mã này là đúng không, đó ở này đúng, up lại xác thực, xác thực xong, xác thực xong rồi bây giờ mình sau khi đăng ký tích hợp xong rồi bây giờ mình quay vô cái phần Google Meet thì đây ID kết nối mình lưu lại ID kết nối nè và cái mật khẩu kết nối đây, ở đây mình sẽ nhập vô ID kết nối rồi mật khẩu đó. Và chính là thông tin bên này mình muốn xem mà cậu nói bấm xem, bấm xem rồi mình sẽ nhập mã bảo mật và mật khẩu kết nối sẽ hiện lên nha, có nó hiện lên đó, để bỏ qua đây đi, đi kết nối là cái này rồi mật khẩu kết nối, mật khẩu đó mình có lưu lại thông tin rồi cho nên mình không cần phải không cần phải phải xem lại nữa, em không cần phải xem lại nữa. Rồi sale xong ha, xong phần kết hợp năng lượng nghe là dùng ra mình thử coi, mình sẽ thử thử ép tu cạc, mình mua một cái món hàng coi sao nó có đó không nghe. Thêm vào giỏ hàng rồi sao đó 35 đồng mà nó không có thanh toán bằng năng lượng được, cho nên phải edit cái sản phẩm này lại, số tiền nó nhiều lên 35 đồng nó không hiểu rồi, giá này 15.000 nha, 5.000 phải đi cái món này ra rồi hết tu khi mà giá hàng rồi xong thanh toán nha, thanh toán 35.000 hai cái nha, rồi rồi set ở
Rồi đó. Rồi. Đây tôi ghi lại ha. Ghi là 1, 6, 7, 8, 9, 10. Còn ở huyện là 70. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi số điện thoại. Rồi đơn hàng đây đây. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng, nếu mà chuyển khoản ngân hàng thì sẽ khi mà bấm đặt hàng cái thì sẽ hiện lên cái số tài khoản là chuyển vô. Còn thanh toán khi giao hàng bấm vô đây đó là nó sẽ đi qua luôn, hàng đặt hàng đúng không? Sẽ đi qua bước này luôn, phần ngân lượng đây. Ngân lượng. Mấy trường này mới thể việt hóa trong phần setting nha. Tài khoản này cùng với tài khoản người nhận, tại vì hai tài khoản giống nhau nên nó không có được. Đó, khi mình hiện lên cái thông tin này, thông tin này và thông tin này mới thao lóc mình phải đăng xuất cái này mới test được. Vì tôi chưa đăng xuất cho nên tôi không có test được, tôi chỉ test được tới đây thôi. Thông tin này tới đây là ok, là mình tích hợp xong rồi mình vô cái website. Yeah. Rồi kết thúc cái video kết hợp năng lượng vô cái website Google của mình đây.